Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với việc thực hiện tốt công tác huấn luyện và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào ngày thứ bảy cùng dân, giúp nhân dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, củng cố mối đoàn kết quân dân. Thực hiện phong trào ngày thứ bảy cùng dân với tinh thần đoàn kết quân với dân, hơn 70 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng cán bộ dân quân xã Bản Công đã giúp gia đình dân quân Giàng A Vàng ở thôn Bản Công là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đào móng và vận chuyển vật liệu làm nhà. Do đặc điểm địa hình ở vùng cao, nhiều đồi núi dốc, nên khi làm nhà thì gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu. Hôm nay được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân xã giúp tôi đào móng và vận chuyển vật liệu để làm nhà. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Những ngày này, mặc dù thời tiết vùng cao khá nắng và oi bức, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ trong thời gian ngắn, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành công việc đúng tiến độ đề ra. Hôm nay tôi rất vui khi được giúp đỡ gia đình đồng chí Giàng A Vàng. Chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ giúp đỡ đồng chí đồng đội, như là giúp đỡ nhà mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi cố gắng hoàn thành công việc vận chuyển vật liệu, cũng như giúp gia đình đồng chí sớm hoàn thành nhiệm vụ làm nhà để gia đình đồng chí yên tâm lao động sản xuất cũng như là ổn định cuộc sống. Tại xã Xà Hồ, trên 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, cán bộ dân quân xã và bà con nhân dân thôn Trống Khua vừa hoàn thành việc tu sửa và mở rộng 1 km đường giao thông nông thôn đi vào khu sản xuất của thôn, giúp nhân dân đi lại dễ dàng hơn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Hàng năm, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng dân quân chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào các công tác dân vận, giúp đỡ bà con vùng cao những công việc như làm lúa, làm đường, làm nhà, giúp đỡ hộ khó khăn, phòng chống lụt bão. Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì góp được công sức của mình giúp đỡ bà con. Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện thắt chặt tinh thần đoàn kết quân dân. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động với những việc làm cụ thể, thiết thực giúp bà con nhân dân trong huyện phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng thành lập các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính sách đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội. Phong trào ngày thứ bảy cùng dân của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện với những hoạt động ý nghĩa như giúp nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng nhà mới, tu sửa đường giao thông nông thôn hay gặt lúa giúp nhân dân để tránh bão, đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, tạo dựng lòng tin, sự gắn bó, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.